Thưa Phó Thủ tướng, khi số ca nhiễm lần này tăng cao, nhiều người đặt ra câu hỏi là sao chúng ta không sớm giãn cách xã hội, ví dụ như là toàn thành phố hay là toàn tỉnh để mà chặn đứt đường lây của dịch bệnh? Có phải là chúng ta có giảm mức độ quyết liệt hay là có sự thay đổi trong chiến lược chống dịch hay không thưa? Câu trả lời là cả hai cái đều không phải. Tôi xin nói kỹ cái này. Thứ nhất là về chiến lược ấy, thì thực ra ngay từ đầu chúng ta đã có một chiến lược rất là rõ ràng. Và cái chiến lược này thì đã được thể hiện trong các văn bản của cả Bộ Chính trị, của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia một cách rất là xuyên suốt. Và đến giờ phút này thì chúng ta chưa có gì thay đổi những vấn đề có tính chiến lược cả. Ví dụ như là từ ban đầu là chúng ta xác định là chống dịch là phải huy động toàn dân vào chống dịch. Đến giờ phút này không có gì thay đổi. Thứ hai là chúng ta xác định là phải sớm hơn một bước và cao hơn một mức, và phải lường đến tình huống xấu để tình huống không xấu đi, phải lường đến tình huống xấu nhất để tình huống xấu nhất không xảy ra. Đến giờ phút này chúng ta vẫn không thay đổi. Hay là những cái giải pháp mà có tính gần như là nguyên tắc chống dịch, đấy là 5 cái bước đấy: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị tích cực, thì đến giờ phút này hoàn toàn không có gì là thay đổi. Và ví dụ như về câu chuyện chúng ta gọi là giãn cách xã hội hay là cách ly xã hội hay là phong tỏa, thì bản chất nó nằm ở cái chữ khoanh vùng. Và ngay từ đầu chúng ta cũng xác định là mục tiêu kép, tức là vừa chống dịch vừa phải đảm bảo phát triển sản xuất, thì khoanh vùng sao cho gọn nhất, vẫn phải chống dịch nhưng mà phải đảm bảo sản xuất và đời sống của nhân dân. Thì tôi khẳng định là về chiến lược thì hoàn toàn không có gì thay đổi. Còn về độ quyết tâm thì chắc các bạn đều biết, giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này, còn được mặc áo cộc tay ở đây, các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế. Nhưng mà ngay giờ phút này đây thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ cá là áo xanh, cá áo trắng, rồi những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong cái bộ đồ bảo hộ, không ăn không ngủ, như trong cái lò hơi. Và rất nhiều, trong phiên họp rất nhiều gần đây thì rất nhiều đồng chí 2-3 tuần này cũng không ăn có ngủ được yên giấc đâu. Khi anh Sơn lên Bắc Giang được 2 ngày, tôi gọi, tôi hỏi anh Sơn, anh Sơn ơi, đến giờ phút này theo anh lên đi trực tiếp, anh nói với tôi là ở Bắc Giang anh em mà khoanh vùng cách ly theo 16-15 thế, đến bây giờ đã phải đặt câu chuyện là toàn tỉnh hay chưa. Thì anh Sơn đây, anh Sơn cười và nói với tôi rằng anh ơi, nếu mà chỉ là ngành y tế không thuần túy thì mình khoanh toàn tỉnh, khoanh toàn quốc thì anh em mình về đi ngủ cho nhàn, vì mình muốn giữ sản xuất, vì mình muốn giữ đời sống của nhân dân thì mình mới khổ thế này, thì em mới phải lên đây. Chúng ta rất quyết tâm, bởi vì chúng ta để phục vụ mục tiêu kép thì chúng ta phải khoanh vùng, chúng ta phải làm các biện pháp chống được dịch nhưng mà tránh gây tổn thất đến kinh tế nhất có thể. Thưa Phó Thủ tướng, vậy thì những yếu tố nào đã giúp chúng ta có thể khoanh vùng hẹp nhất có thể nhưng mà vẫn chính xác để chặn được đường lây lan của dịch bệnh thưa ông? Nếu mà khoanh rộng toàn tỉnh hay cả nước thì đương nhiên những người làm công tác chống dịch sẽ nhàn hơn, nhưng mà cái tổn thất về kinh tế và cái ảnh hưởng của xã hội sẽ rất lớn. Và đây chính là chúng ta luôn luôn phải đi trên cái dây thăng bằng, và đây luôn luôn là câu hỏi có tính cân não mà rất khó cho Ban Chỉ đạo Quốc gia và cho Thủ tướng Chính phủ. Từ năm ngoái đến bây giờ luôn luôn câu hỏi đấy được đặt ra. Thế và tại sao trước đây thì chúng ta phải khoanh vùng rộng hơn, và bây giờ nếu mà so số ca nhiều thế mà chưa phải giãn cách xã hội, hay là thậm chí có người còn nói là cách ly xã hội, thì mình hiểu nôm na là mình khoanh rộng. Bởi vì cái này nó phụ thuộc vào 2 yếu tố rất quan trọng. Yếu tố thứ nhất đấy chính là năng lực về đội ngũ của chúng ta hiểu biết về cái bệnh dịch này, về con virus này, thì bây giờ cái hiểu biết của chúng ta về nó
khác xa so với ngày đầu. Cái ngày đầu thì giống như là anh hùng núp bắn Pháp chảy máu ấy. Còn bây giờ thì chúng ta sau rất nhiều cuộc chinh chiến thì chúng ta hiểu về nó rất nhiều. Gần như là những lần bùng phát dịch và đường đi, đường lây của con virus này là chúng ta có các công cụ bằng công nghệ thông tin, anh em có thể đã dự báo được tốt hơn trước rất nhiều. Và điều thứ hai cực kỳ quan trọng, đấy là năng lực xét nghiệm của chúng ta bây giờ là xa so với ngày xưa. Tức là khả năng nắm bắt và đuổi kịp của chúng ta bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Tôi nhớ là cách đây một năm thì chúng ta, lúc ban đầu chúng ta cả nước chỉ xét nghiệm được có vài chục mẫu một ngày, vài đơn vị. Sau đến năm ngoái thì chúng ta cũng có vài chục đơn vị xét nghiệm được, và xét nghiệm được vài nghìn mẫu một ngày. Còn bây giờ như là Bắc Giang, Bắc Ninh hiện nay một ngày anh em là bằng nhiều công nghệ, kể cả gộp mẫu xét nghiệm là hàng trăm nghìn mẫu một ngày. Thì hai cái yếu tố cộng lại cho phép chúng ta là kiểm soát tình hình sát hơn trước, tốt hơn trước. Tôi ví thì nó không chính xác lắm, nhưng mà giống như một cái cây mà bị sâu ở bên trong. Thế nếu mà chúng ta có cách mà chúng ta biết là cái con sâu đục đến đâu rồi thì chúng ta phải cắt ít cành. Còn ngày xưa chúng ta không biết được nó đục đến đâu thì chúng ta phải cắt nhiều để chặn nó. Thế còn từ ngày xưa thì chúng ta vẫn nói là khoanh vùng gọn nhất có thể. Nhưng mà có thể ngày xưa là vì hai cái đấy năng lực của chúng ta chưa tốt thì chúng ta phải khoanh rộng hơn. Còn về chiến lược thì hoàn toàn là để phục vụ mục tiêu kép thì không có gì thay đổi cả. Bằng cách của chúng ta đến giờ phút này là chúng ta làm rất là tốt. Chúng ta vẫn không chết được dịch, chúng ta vẫn tăng trưởng kinh tế dương. Đấy, cho nên cái mà mình làm hiện nay là rất đúng. Và chúng ta rất là kiên trì. Còn đến lúc nào mà chúng ta thấy rằng không thể không giãn cách, vì nếu không giãn cách thì nó bùng phát thành dịch lớn, thì lúc ấy chúng ta buộc phải giãn cách. Đấy, lúc đầu có tỉnh như Bắc Giang lúc đầu là không thực hiện giãn cách theo 16 toàn huyện. Nhưng đến một lúc các ông chí cố rồi thì giãn cách. Và đến một lúc mà thấy không thể giữ được thì phải giãn cách cả tỉnh. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn cố gắng là không để giãn cách nhiều nhất có thể. Vâng, cảm ơn Phó Thủ tướng, và đặc biệt là cái cách giải thích rất là dễ hiểu của ông đã khiến khán giả có thể hiểu rõ hơn rất là nhiều về chiến lược xuyên suốt trong chống dịch của Việt Nam, và chúng ta cũng hiểu vì sao mà Việt Nam chống dịch tốt như vậy.